tuần trước, khán giả đã chứng kiến những tiết mục bứt phá của MC Nguyên Khang, ca sĩ diễn viên Phương Trinh Julie và sự cố gắng của nữ diễn viên người mẫu Phi Thanh Vân. Trong tuần này, nữ hoàng của Xuân Thúy Hiền sẽ lần đầu tiên trổ tài hát ru Nam Bộ. Khi mà sinh hai cháu thì mình chưa bao giờ có du con ngủ. Thúy Hiền cùng huấn luyện viên Bảo Ngọc sẽ làm thế nào để vượt qua thử thách này? Khán giả sẽ gặp lại Phương Trinh Julie và huấn luyện viên Dĩ Hoàng Vân. Tuần này, cô sẽ phối hợp giữa tiếng đàn piano và giọng hát của mình để chinh phục 100 giám khảo. Lực sĩ Phạm Văn Lách sẽ được huấn luyện viên Nhí Minh Khang tiếp tục biến hóa thành cậu học sinh với các bước nhảy tinh nghịch. Liệu ai trong số họ sẽ dẫn đầu giành lấy 3 điểm trong đêm thi này? Từ đẹp quá, điều nổi, tao cảm thấy cuốn theo luôn. Đây là một người đa tài. Sinh ra đèn tỏa sáng tập 7 sẽ lên sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 18 tháng 6 năm 2017 trên VTV3.